yêu cũ nhắn tin. Á đù, con nhỏ người yêu cũ bây giờ chỗ mã đẹp dữ vậy? Quán cà phê em vừa up trên Facebook ở đâu vậy? Anh muốn đi. Mình có nên rep nó không ta? Cơ hội của mình đây. Không rep thì giống như mình không quên được nó không bằng. Ủa, gửi cái vị trí thôi hả? Lạnh lùng ghê. Ok, cảm ơn. Sao mình lại có chút thất vọng nhỉ? Chỉ vậy thôi hả? Bộ nó tính dẫn con nào đi hả? Mình như vậy có phải là đang giúp nó không? Trời ơi, ngu ghê vậy đó. Bàn tay đối diện cô ấy có phải là con trai không? Dù gì cũng chia tay rồi, nói chuyện một chút cũng chả sao. Sao thế? Tính dẫn em nào đi hả? Quả nhiên là còn quan tâm mình. Thăm dò cô ấy một chút xem sao. Đúng vậy, sao em có thể đi một mình được? Tao biết ngay mà, đúng là thằng chó. Vậy thì đừng có đi cháp người ta nữa nha. Quả nhiên là vẫn chưa quên được mình. Vậy em đi cùng anh đi, dù gì anh cũng đã cháp em rồi. Anh nói hơi lạ, nhưng em sẽ cho anh cơ hội. Nói lại lần nữa đi. Ok, bây giờ em đẹp lên rồi. Anh nhớ em lắm. Ok, vậy thì gặp nhau đi. Mày xem tao là gì? Muốn gặp là gặp hả? Ra đường chơi với khỉ đi. Nếu trà xanh phải đi đăng ký sử dụng những câu kinh điển. Dạ, chào chị, em cần đăng ký những câu kinh điển của trà xanh. Bây giờ sao nhiều người thích làm trà xanh nhờ? Xuất trình giấy tờ đi. Dạ, đây ạ. Ok, trà thông tin được rồi. Có thể dùng 5 câu kinh điển của trà xanh. Anh à, chị có phải không thích em không? Trời ơi, thích quá à. Cái câu này nó hiện rõ lên cái chất trà xanh của em. Em lấy, em lấy. Trà xanh nào đến đây cũng đăng ký câu này. Chị có phải hiểu lầm em rồi không? Em thật sự không có ý đó. Mọi người đừng vì em mà cãi nhau. Những câu ly gián này em cũng cần. Em cảm thấy anh là người rất tốt, nên xem anh như là anh trai của em vậy đó. Anh đừng để chị hiểu lầm nha. Tỏ ra đáng thương. Ok, câu này em lấy. Câu 5. Nếu em là bạn gái anh, em sẽ không như vậy đâu. Trời, câu này sinh ra là phải dành cho em. Em lấy. Mấy con trà xanh vừa nhìn đã nhận ra. Có mấy thằng đàn ông giả vờ ngu, nhìn mãi chả ra. Thủ tục xong rồi. Lúc mới yêu. Chồng à, người ta không cẩn thận, cắn chúng vào tay rồi nè. Đợi anh. Nửa cuộc đời còn lại của em, để anh lo. 2 năm sau. Trời ơi, ghen đi đẻ, em sắp đẻ rồi. Đợi vậy cái. Lần đầu gặp người yêu qua mạng. Vậy hẹn 5 giờ đi. Ok. Cuối cùng thì em cũng lên thớt rồi. Lần này mình nhất định phải thành công. Ôi trời, sao sắc mặt hôm nay của mình kém quá vậy? Phải giảm thêm phấn mới được. Mình như thế này có phải là xinh quá rồi không? Có cần độn thêm miếng nữa không ta? Còn 500k chắc đủ rồi. Lần này hẹn hò nắm anh ấy trong lòng bàn tay rồi. Hello, anh Địch đúng không ạ? À, Hi Jen. Chắc lấy ảnh mạng lừa mình hay gì nè. Anh đeo khẩu trang không thấy nóng hả? À, anh quen rồi. Chứ không phải muốn xem mặt mình như thế nào sao? Em đẹp hơn trong hình đó. Nhìn thì ngon đó, mà chân thì hơi bị thô. Thật sao? Anh cũng đẹp hơn so với hình đó. Chỉ là hơi lùn thôi. Thôi cũng trễ rồi, chúng ta vào trong đi. Ok, đi thôi. Anh đợi em vệ sinh một chút nha. Ok. Lát nữa đi đâu thì hợp lý ta. Không thể tiêu tiền nhưng không lấy lại được gì được. Xin lỗi anh, nãy giờ em đi giảm phóng. Không nói thì sợ nó hiểu lầm mình đi ị. Còn sớm như vậy mà đi về thì tiếc quá. Đi uống một chút không? Hả? Em không thể uống. Cho anh một chút không gian để phát huy đó. Không sao, mình đi chút rồi về. Cũng được. Chỉ sợ anh uống không nổi thôi. Give it to me like. Trời ơi, em tức cái thằng người yêu cũ em VL. Lúc trước nó đánh em, bị thương đầy người. Bây giờ em không còn tin vào tình yêu nữa. Anh cũng thế, cãi nhau với con bồ cũ, chưa nói câu nào đã tán anh mấy bạc tay. Thật
thật sự rất là khó chịu. Giờ này chắc ba mẹ cô ấy đóng cửa rồi nhỉ? Giờ cũng trễ, thấy cũng hơi buồn ngủ rồi nè. Khi cho bạn trai mượn tiền. Baby à, tháng này em lãnh lương chưa? Không phải anh ấy muốn mượn tiền mình chứ? À, em mới nhận lương. Có thể cho anh mượn 3 triệu xài đỏ không? Tuần sau anh mới lãnh lương. Ok. Không sao, dù gì anh ấy cũng tặng mình cái vòng cổ mấy triệu mà. Yêu em. Em yêu, có muốn ra ngoài chơi không? Thôi, không đi. Baby à, anh có phải quên cái gì rồi không? Hả? Không phải chỉ nhớ cô ấy gấp kém sao? À, để anh chuyển khoản cho em. Mau chuyển đi chứ, ngại muốn chết. Em muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản? Mất mặt chết đi được. Chẳng lẽ lại nói là có? Sao em lại không trả lời? Em à, đừng giận anh nữa. Anh chuyển khoản cho em ngay đây. Anh tự đưa cho em, với em nói rồi anh mới đưa. Giống nhau sao? Với lại cái này là anh mượn em. Bình thường ra ngoài đều là anh lo cho em. Chút tiền này của em anh cần sao? Tôi nhỏ mọn, tôi không hiểu chuyện. Bất luận thế nào mình cũng phải thắng. Tôi bắt anh cho tiền tôi hả? Tôi ép anh sao? Tất cả đều là anh tình nguyện cho tôi. Là do tôi ngu sao? Hóa ra em nghĩ như vậy. Phải chặn hỏng nó trước mới được. Chia tay đi. Nếu bây giờ chia tay thì lỗ quá. Mới hôm trước dẫn cô ấy đi ăn hết 200 ngàn. Em à, anh biết là anh sai. Không đứng trên góc độ của em mà suy nghĩ. Bất luận thế nào, tiền này anh sẽ trả cho em. Hy vọng em bình tĩnh suy nghĩ lại. Nói như là mình vì chút tiền của nó vậy. Tiền đó anh giữ đi. Cút. Ông chủ à, tôi không bán sợi dây chuyền này. Xin lỗi cô, sợi dây chuyền của cô là giả. Hả?